Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính chào quý cô tu nữ và xin kính chào tất cả quý vị học viên ạ. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Hôm nay xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sangye kame charu pe ridi sikara ta te janta le ke vi mane di be ra te jagame taru wana gahane ge hawa thom mi khe te phom ma cha jan tu de wa chala thala wisame ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke ya ภูนิวาราวาจานังสาทาโวเมสุนันตุธรรมะสวนกาโลอายัมฟาดันตาธรรมะสวนกาโลอายัมฟาดันตาธรรมะสวนกาโลอายัมฟาดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิดูอนุตตรโภปุริสธรรมสารทิสัทธาเดวมนุสานังพุทโธภะคะวาตินาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะหนตุเมจายมังกลังอุตตมังเกนะวันเดหังบาดาบังสุวรุตตมังบุตเทโยคาลิโตโดโสบุตโธขามาตุตังมะมังสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวดิตาโปวิญญูหิตินาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะหนตุเมจายมังกลังพุทธมังเกนะวันเดหังธัมมังจะดุวิทังวรังธัมเมโยคาลิโตโดโสธัมโมขัมมตุตังมะมังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเนยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะริดังจัตตาริบุริสยุเกนิยาทบุริสบุงกะละเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดาคิเนโยอัญจลิกะระเนโยอนุตตรปุญญังเขตังโลกัสสาตินาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะหนตุเมจายมังกลังพุทธมังเกนะวันเดหังสังขัญจะดุวิทัตตมังสังเคโยคาลิโตโดโสสังโฆขัมมตุตังมะมังวันดามิเจติยังสัพพังสัพพัทธานิสุปฏิทิตังสรีริกธาตุมหาโพธิ
sakalang sadap sambute atawi sanja dada sanja sahasake panja sata sahasa ni namami sirasa aha te sang thammanja sang khanja adare na namami hang namakara nupawe na hanto sabbe ubatawe Aneka antaraya biwina santu ase sato sambute panca panya sanca catu wisati sahasa ke dasata sahasa ni nama misirasa aha te sang thammanca sang khanca adare na nama miha nama karanu fawe na hanto sabbe ubatawe Aneka antaraya biwina santu ase sato sambute na wutara sate atha catali sasahasa ke wisati sasahasa ni nama misirasa aha te sang thammang ca sang khang ca adare na nama miham nama karanu fawe na hanto sabbe umatawe Aneka antaraya biwina santu ase sato Sabbe burati maya disaya sata awera suki hondo Sabbe burati maya disaya sata awera suki hondo Sabbe dakina ya disaya sata awera suki hondo Sabbe dakina Ya nurisa ya sata awera suki hondo sape pejima Ya nisa ya sata awera suki hondo sape pejima Ya nurisa ya sata awera suki hondo sape utara Ya nisa ya sata awera suki hondo sape Utara ya nurisa ya sata awera suki hondo sape Uparima ya risa ya sata awera suki hondo sape Hetima ya risa ya sata awera suki hondo sape Sata awera hondo suki ta hondo Doka hondo ya pacha hondo ani ka hondo di ka yu ka hondo agoga hondo sampati hisami chantu tuki atanang pariharantu duka pata janik duka faya pata jani faya soka pata jani soka hondo sape pipanino Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu sasanang Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu no garo Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu nyatayo Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu panino Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hondo anagate kale Sathu 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 Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Tăng Thầy Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học bài thứ hai ở trong quyển ba này, đó là phần liên quan đến lịch sử Phật, nói về
tế độ cúng năm tỷ cô. Về phần lịch sử thì về phần văn phạm thì có lối nói của Đồng Từ, rồi Bất Định Thư Cách, đó là hai phần văn phạm mình sẽ tìm hiểu ở trong bài số 3, số 2 này. Giờ thì chúng ta sẽ đọc phần đoạn văn trước, rồi sau đó chúng ta học về phần ngữ vựng. Phần ngữ vựng giờ mời cô Phúc Duyên hai lớp đọc cái đoạn văn này trước. Dạ. Dạ con xin đọc đoạn văn. Sau khi nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati, Đức Thế Tôn suy nghĩ, ta nên thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai có thể mau chóng hiểu được pháp này. Rồi Ngài nghĩ rằng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta là những bậc trí thức đa văn sẽ mau chóng hiểu được pháp này. Ngay lúc đó, Ngài được vị thiên báo cho biết là hai vị này đã mệnh chung. Sau đó, Ngài lại nhớ đến chúng năm tỳ khưu có công với mình trước đây. Với thiên nhãn, Ngài thấy họ sống ở Varanasi tại Isipatana Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư tuần tự bộ hành từ Bồ Đề Đạo Tràng đến thành Varanasi tại Isipatana Lộc Uyển để thuyết pháp cho chúng năm tỳ khưu. Tại đây, các tỳ khưu này khi thấy Đức Thế Tôn đang đi đến đã thỏa thuận với nhau rằng: Sa môn Gotama ấy, chúng ta không nên đảnh lễ, không nên đứng dậy tiếp đón, hoặc y bát của ông ấy, chúng ta không nên cầm lấy. Tuy nhiên, khi bậc đạo sư đi đến, họ lại tự mình đảnh lễ, đứng dậy tiếp đón và cầm lấy y bát của Ngài. Chính tại nơi đây, chính tại nơi này, với kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng, bậc đạo sư khiến chúng năm tỳ khưu đạt được thánh quả A-la-hán. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Rồi, bây giờ chúng ta học phần từ vựng ha. Phần từ vựng này thì chúng ta có hai trang. Lên cái quyển 3 này thì đoạn văn cũng dài dài hơn, nên cái số từ vựng nó cũng nhiều hơn. Cái này là chưa hết các từ vựng nó trong đoạn văn, tôi chỉ được một số từ vựng mới thôi. Dạ. Cái nếu mà nguyên cái đoạn văn cái từ vựng nó còn nhiều, rất nhiều. Giờ lớp tập đọc từ vựng chưa đọc trước một bản rồi sau đó mới lớp đọc ha. Acce sama. Acce sama. Avuccha. Avuccha. Akkhassa. Akkhassa. Anuppena. Anuppena. Anh nhát mạnh nhằn, anh nhát mạnh nhằn. Api hòa đề tóc quá, api hòa đề tóc quá. Anatalakana xuất tác, anatalakana xuất tác. Arahata phala, arahata phala. Ajanati, ajanati. Ajikhiyati, ajikhiyati. Agachanta cái thành tác iti patana, iti patana. Upasangkamati, upasangkamati. Kalakata, kalakata. Sam katikang santhapeti, katikang santhapeti. Gotama samana, Gotama samana, Devata, Devata, Dhammacakkappavattana sutta, Dhammacakkappavattana sutta, Pandita, Pandita, Panchavakkiya, Panchavakkiya,
ปัจจุปัฏฐาตัปปะปัจจุปัฏฐาตัปปะปัจจุปัฏฐาตัปปะปัจจุปัฏฐาตัปปะปัจจีวะระปัจจีวะระปฏิกะเหตัปปะปฏิกะเหตัปปะปาเปติปาเปติปะหุปะการะปะหุปะการะ พุทธกยาพุทธกยาปารานสีนกะระปารานสีนกะระภะคะวันตุภะคะวันตุภิกขุภิกขุมิกะตายะมิกะตายะวิหะกันตะวิหะกันตะวิยัตตะวิยัตตะสันทาเปติ สัมภาเปติสัพพกรรมะสัมปติชติสัมปติชติสหัมปติปรมะสหัมปติปรมะกลายเป็นมาแล้วเยอะแต่ละแต่งนะต้อง ฟังในเสียงวิญญาณค่าเยี่ยงนะมันนะ hai người ham mỗi người đọc một trang mỗi người đọc một trang cao viêm này lớp giơ tay lên để đọc bài còn khánh mạnh các khánh mời lớp đọc bài dạ xin mời phật tử Kim Phúc dạ dạ thưa sư sơ kỳ rồi bài dịch bài hạnh phúc chưa xong nay học bài mới sư. Cái phần bài nâng cao đó là mình có thời gian thì mình đang vô một buổi vậy thôi, nhưng mà mình vẫn phải học bài thôi. Tại cái phần bài mới này thì nó sẽ giúp mình bổ sung thêm cái phần văn phạm mà mình chưa đủ, nên mình vẫn phải học. Rồi học bài này thì mình sẽ trở lại cái phần bài dịch tiếp. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài nữa vâng. Ác chê xá má sự thỉnh cầu, á vô cá đã nói, ác đáp xa đã thấy, á nút búp bê ná tuần tự lần lượt, an nhá mang nhăn người này lẫn người kia, á phí qua đê tắp bá lên đỉnh lễ, á nắp tá lắc cá ná suốt tá kinh vô ngã tướng, A ra hát tá pha lá, thánh quả A-la-hán, A-cha-na-tí, hiểu rõ. A-chích-tí-gia-tí, được báo. A-gác-chàm-tá, đang đến. Ý-sí-bá-tá-ná, là Ý-sí-bá-tá-ná. U. U bá san cá má tí lại gần viếng thăm ý kiến, ca lá cá tá đã chết, cá tí căng san tha bê tí khiến thỏa thuận, gô tá má xá má ná sa môn gô tá má chá rá tí đi bộ du hành, biết bá chắc khú thiên nhãn đê sơ tí thuyết đê quá ta chư thiên. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ, sư sư xin hết rồi. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc tiếp. Tham má chắc cấp phá quá tá ná suốt tăng, suốt tá, chuyển pháp luân, băng đi tá, bậc trí, băng cha quá quý giá, nhóm năm, chúng năm, bát chút tha tắp bá, nên đứng dậy, bát tá quy cha, bát tá chi quá rá, y và bá, bát tích gá hê tắp bá, anh cầm lấy, ba bê tí, hiến đạt được, bá hú bá ca rá, người có công, người thi ân trước, bút thá gá gia, bồ đề đạo tràng, ba ra ná si ná gá rá, thành ba ra ná si, phá gá hoàn tú, Đức Thế Tôn,
Bích khu tỳ khưu mi gá đa giá nọc uyển vườn nai quý há ra quý há ranh tá đang ngự quý giác tá đang sanh tha bê tí khiến bàn bạc khiến giải quyết bát bá câm má tất cả công việc sam bát chát tí chấp nhận nhận lời xá hầm bá tí râm má phạm thiên xá hầm bá tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Ách chê xá ná sự thỉnh cầu á gôi chá đã nói át đá xa đã thấy á nú búp bê ná tuần tự lần lượt ăn nhá măn nhăng người này lẫn người kia á phi qua đê tắp bá nên đảnh lễ á ná tá lắc khá ná sút tá kinh vô ngã tướng á rá hát tá phá lá thánh quả a la hán a cha na tí hiểu rõ a trích khí giá tí được báo a gách chăn tá đang đến ý xí pá ta ná ý xí pá ta ná ú pá săn cá má tí lại gần viếng thăm yết kiến kha lá cá tá đã chết cá tí căm san tha pê tí khiến thỏa thuận gô ta má xá ná má ná sa môn gô tá má chá rá tí đi bộ du hành đi bá chắc khú thiên nhãn đê xê tí thuyết đê quá ta chư thiên. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn ạ. Dạ có Phật tử cho chân đọc, cho chân đọc giơ tay không được. Mời Trân. Dạ thưa sư con xin đọc. Tham má chắc cá bá quá tá ná xuất tả kinh chuyển pháp luân ban đi tá bậc trí ban giáo quá ký giá nhóm năm chúng năm bác cứ tha tá bá nên đứng dậy bá tá chi quá rá y và bá bá tiết giá hề tá bá nên cầm lấy ba bê tí khiến đạt được bá hú bá ca rá người có công người thi ân trước bút thá ga giá bồ đề đạo tràng paranasi ná gá rá thành paranasi phá ga hoàng tú đức thế tôn phích khú tỳ khu ni ga đà giá lộc quyển vườn nay quý hà ran tá đang ngự quý gia tá đa văn san ha bê tí khiến bàn bạc khiến giải quyết sa ba cầm má tất cả công việc sa ba tiết chá tí chấp nhận lời nhận lời sa hàm bá tí brahma má phạm thiên sa hàm bá tí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc ngữ vựng. Ách chê xê né sự thỉnh cầu á vô chế để nói ách đá xê đã thấy á nú búp bê né tuần tự lần lượt anh nhé manh nhanh anh nhé manh nhanh người này lẫn người kia á phi quê đê tắp bé nên đảnh lễ á nát té lắc khé né chút té kinh vô ngã tướng á rê hát té phá lé thánh quả a la hán a trê na tí hiểu rõ a chích khí giá tí đẹp được báo a gác chân tá đang đến ư si bá tê né lộc uyển ư si bá tê né u bá san ca má tí u bá san ca má tí lại gần viếng thăm ý kiến kè lá cá té đã chết cá tí căn san tha pê tí khiến thỏa thuận gô ta má sa ma ná sa môn gô ta má chá ra tí đi bộ du hành íp bá chất khú thiên nhãn đê sê tí thuyết đê qua ta chư thiên. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ?
Dạ, thưa sư đã hết rồi. Đây tắt bài. Lối nói của động từ. Lối nói của động từ là cách động từ biểu thị vị thế của một chủ từ trong một câu. Trong bài này chúng ta sẽ học về bốn lối nói của động từ trong tiếng Bali. Nói ra cách khác ở đây là bốn dạng câu mà người ta thường sử dụng phổ thông ở trong tiếng Bali. Thứ nhất đó là dạng câu năng động thể hay là lối nói năng động thể. Động từ ở lối nói năng động thể các câu quay chất cá là khi chủ từ làm tác gây ra hành động để khi ảnh hưởng cho phức từ thì có. Tức là ở trong cái lối nói này hay trong cái mẫu câu này á, mình có hai trường hợp để mình biết. Một đó là cách thứ nhất đó là nếu mà động từ nó nếu mà dạng than động từ thì cái cấu trúc này ít nhất là mình có ba từ, một là chủ từ, hai là động từ và thứ ba là phức từ. Và chủ từ là người làm cái hành động đó. Chủ từ là người làm hành động đó. Thí dụ ở đây người ta cho mình đó là sodo o đang năng và chất tí, người đầu bếp nấu cơm. Là dạng mẫu câu năng động thể mà động từ đó là dạng tha động từ. Còn nếu mà nó dạng từ động từ thì thường chỉ có hai từ. Ví dụ như là nói là tôi đứng thì nó chỉ là a hang tiếp ha mi, hoặc là anh ấy ngồi so mi ti đã tí. Vì vậy nó chỉ hai chữ thôi, tức là chỉ cần hai chữ đó thì nó đầy đủ ý nghĩa. Nếu người ta muốn nói thêm nữa thì người ta nói, còn không thì chỉ hai chữ đó người ta có thể kịp. Nhưng mà dạng động từ, nếu mà dạng tha động từ thì nó cần phải có phức từ bộ gì thì nó mới hiểu được. Ở câu 2 thì dài hơn một tí, đó là Rama Thamang De Sithum Phakkawan Tang Arati Si, Phạm Thiên Thịnh Đức Thế Tôn Thuyết Pháp. Thì ở đây mình có cái thành phần chính ở trong câu đó là Brahma là chủ từ, là Phạm Thiên. Chữ Phạm Thiên này nó dạng danh từ gì Việt ngữ, là dạng danh từ, nó có cái chất chia riêng của nó. Mình có động từ đó là Arathesi, và mình có tục từ đó là Phakkawantan. Rồi mình có thêm cái phần thêm của câu đó là tham mang đi thi tung, tức là thỉnh Đức Thế Tôn để làm gì đó. Thì ở đây là thỉnh Đức Thế Tôn để thuyết pháp, thì mình có thêm cái cùng đó là tham mang đi thi phí. Nhưng mà phần chính của câu thì nó chỉ có ba từ. Thì đó là dạng cái lối nói năng động thể. Cái lối nói này thì từ hôm trước nay là mình đã học nó rồi, hôm nay nó giống như ôn lại để cho nó rõ thêm thôi. Khi mình nói như vậy thì nó thuộc dạng câu nào? Dạng câu nào? Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai đó là lối nói thù vận thể. Lối nói thù vận thể hay là câu thù vận thể. Động từ ở lối nói thù vận thể cầm ở qua chạy cá là khi chủ từ chịu sự tác động của hành động. Tức là ở dạng câu này á, nó khác với câu thứ nhất, đó là cái lối nói đầu tiên á, ở dạng năng động thể á, chủ từ á, là người làm cái công việc đó, là người làm cái công việc đó. Nhưng mà ở lối nói thù động thể
thì cái chủ từ á là hành động, là cái công việc mà người ta phải làm, là cái công việc mà người ta phải làm. Để đây mình có đó là ô rano xôi thiên á, bách chí giật tí, cơm được người đầu bếp nấu. Hay gì nãy là sao? Người đầu bếp nấu cơm, thì người đầu bếp là chủ từ, cơm là thúc từ, và nấu là động từ. Ở câu này thì cái công việc là phải làm đó là orano, là cơm, nó là chủ từ. Rồi người làm ở trong trường hợp này đó là odina, tức là cách thứ ba. Người làm ở trong trường hợp này là cách thứ ba. Rồi động từ ở dạng thủ động thể, dạng động từ ở dạng thủ động thể. Thì cái dạng động từ thủ động thể trước là mình ở trong quyển 2 là mình cũng có tìm hiểu sơ qua, cái dạng ngữ căn, tức là mình chỉ thêm y giá hoặc là y giá đối với động từ cơ bản. Thì ở đây mình nãy là ở trên nãy là phải chữ tí, thì ở đây nó là phải chữ giá tí, tức là nó thêm chữ y giá cho động từ ở dạng nông nông năng một thể trở thành thủ động thể. Câu số 2 đó là tham mô Phakawata đề xì giết, đề xì giết pháp được Đức Thế Tôn thuyết. Thay vì mình nói là sao? Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì bây giờ người ta tạm ngược lại cái chữ pháp, đó là cái công việc đó mà là trở thành chủ từ. Người làm thì đứng ở cách thứ ba, động từ ở dạng thủ động thể. Ở đây thì ở dạng DCT thì nó được thêm y giác, tức là dạng AA thì nó thêm y giác, còn A EO EO thì nó được thêm y giác, là dạng A thì nó thêm y giác, dạng AEO thì nó được thêm y giác. Thì ở đây nó được thêm y giác với sử dụng ở thời quá khứ, pháp được Đức Thế Tôn thuyết. Thì ở dạng câu này thì thường một câu đầy đủ thì người ta viết nó là ba thành phần, nó ba thành phần, nhưng mà đôi khi nó cũng bị mất cái thành phần thứ ba đi, đôi khi nó cũng không có cái thành phần thứ ba mà người ta hiểu nhầm hả, hiểu nhầm hả. Thì tùy theo cái ngữ cảnh mà mình biết nó là câu thủ động thể, rồi một phần đó là thông qua mình nhận biết nó về phần hành động thực, thì mình sẽ biết nó ở dạng lối nói thể. Cái thứ ba đó là lối nói năng truyền động vẻ, hay là thể sai bảo, thể sai bảo. Động từ ở lối nói năng truyền động thể, kê túc cắt túc qua chắc cát, là khi hành động do chủ từ khiến đối tượng khác bị tác động. Tức là câu dạng thể sai bảo hay là năng truyền hành động đó là chủ từ cũng không có làm, mà chủ từ đó là tác động đến một cái đối tượng khác để làm cái công việc đó. Hay là nói theo tiếng Việt mình đó là người chủ không có làm mà sai một người nào khác, một người làm, một người nào đó làm. Thì ở đây có cái câu đó là như vậy. Thì cái câu này hồi nãy là ví dụ như là ở cái câu năng lượng thể đó là người chủ tự làm, thì nó có ba thành phần. Ở dạng thủ động thể thì cái công việc được người chủ làm thì nó cũng có ba thành phần, nhưng mà ở câu này để dạng thể sai bảo này thì nó có bốn thành phần. Là vì sao? Là vì người chủ không làm mà sai một người nào đó để làm. Rồi động từ, rồi một cái thúc từ. Đã
để ý ở cái câu này đó là mặc dù chủ từ không có làm nhưng mà động từ nó vẫn được chia theo chủ từ, chứ nó không chia theo người làm. Để đây ở cái câu này mình có bốn thành phần. Thứ nhất đó là cái câu này ta mi so di na o ra năng ba cha vị tí ba cha vị tí ba cha vị tí ba cha vị tí. Để đây mình có là chủ từ là chữ sami là người chủ. Câu này những cái chữ này những người ta dịch nó là người chồng, người chồng sai ai đó hoặc là ở trong tiếng Việt mình khi mình sai khiến hoặc là bảo người chủ bảo người đầu bếp, người đầu bếp nấu cơm, người chủ bảo người đầu bếp nấu cơm, nấu cơm. Nó cũng có thể là ba thành phần nếu mà cái động từ đó là động từ là từ động từ thì nó là ba thành phần. Ví dụ như là mình nói là người chủ, người thầy bảo người học sinh đứng dậy, hoặc là người thầy bảo người học sinh ngồi xuống giờ quay, thì nó chỉ có ba thành phần, năm có thuộc từ. Nếu mà ở dạng là từ động từ sẽ đây thành phần thứ nhất là chủ từ, đó là chia ở chủ cách. Cái thành phần thứ hai đó là người làm, người làm ở đây mình chia nó ở cách thứ ba hoặc là cách thứ hai. Trong trường hợp này nó có thể là cách thứ ba hoặc cách thứ hai cũng được. Rồi túc từ thì ở trong trường hợp này là túc từ thì phổ thông thì túc từ là cách thứ hai, ngoài trừ một số trường hợp động từ đặc biệt thôi. Rồi động từ ở dạng thể sai bảo, ở dạng thể sai bảo hôm trước là mình đã có học nó rồi, tức là ở dạng động từ cơ bản rồi mình thêm chữ nê nó giác na p na bay giác. Mà trong bài quyển 2 thì mình chỉ học cái chữ là ap. Ở trong quyển 3 này thì chúng ta sẽ học thêm cái phần hình thành các động từ dạng thay bằng này, thế là ở bài tiếp theo. Thưa tôi sư cho con hỏi cái từ pa cha, thường cái động từ nấu là pa cha tí mà sư, hiện này là pa hả sư, cái đầu là pa hả sư, chứ phải là pá hả sư? Pa cha tí, chứ phải pá hả sư? Không, cái này pa cha tí, cái này mình sẽ học thêm cái phần hình thành là động từ hệ sai bảo sao điểm tạm lấy nào vậy. Thứ hai đó làm tới câu đó là phúc thu bình cho quá khi về ý khi khu ý arahat tập phan lằng và puna về sĩ và viên hạ quỷ về sĩ đức Phật khiến chú năm tỷ khu đắc quả a la hán. Để đây mình có đức Phật đó là chủ từ, chú năm tỷ khu đó là cách thứ ba. Bành cho quát cái gì thì cái khu ý rồi đạt được hoặc là đắc được ba phun hà về sĩ. Rồi trước đó là túc tự đó là a tháp tập độ hành đức Phật khiến chú năm tỷ thanh quả hàng. Đây ở đây mình cũng có bốn thành phần, mặc dù nó có năm từ nhưng mà nó là cũng chỉ có bốn thành phần, đó là phúc thô là chủ từ, chữ thí khu ý là cách thứ ba, số nhiều bay cho quát cái gì ý thì nó là tính từ bổ nghĩa cho cái chữ thí khu ý thôi, cho nên nó đồng tính bằng cách đồng tu. Á tham tham lăng là phúc từ trong câu, và của na phê xí là động từ ở thể sai bảo chỉ ở thể quá khứ. Ở hiện tại thì nó là pa cung na tí. Rồi cái thứ tư đó là lối nói thụ truyền động, tức là từ cái lối này đó, lối nói này đó từ từ cái câu
từ cái câu thủ động thể, từ cái câu thủ động thể. Rồi ở câu thủ động thể thì một cái hành động được một người nào đó làm, thì ở đây thì nó lại thêm một một thành phần nữa trong câu, đó là một hành động được một người nào đó sai người khác làm. Thay vì người đó tự làm thì người đó sai một người khác làm. Ở đây mình sẽ có bốn thành phần giống như cái thí dụ ở câu này. Ô Đano Samina Sô Đăng Phải Cha Tí Gia Tí Phải Cha Tí Gia Tí. Cơm được ông chủ sai người đầu bếp nấu. Cơm được ông chủ sai người đầu bếp nấu. Để đây mình có chủ từ đó là cơm. Rồi ông chủ người sai ở trong trường hợp này đó là nó đứng ở cấp thứ ba. Cấp thứ ba. Rồi sai ai đó thì người đó đứng ở cấp thứ hai. Người đó đứng ở cấp thứ hai. Rồi động từ ở dạng dạng thủ tiền đồng. Tức là động từ ở đây nó từ động từ ở thể sai bảo. Từ động từ ở thể sai bảo rồi nó thêm cái chữ y giác. Y sao? Nó giống như là ở trong phần thụ động thể nãy. Ở trong phần thụ động thể thì mình lấy động từ đó là năng động thể, mình thêm chữ y giác hoặc là y giác cho nó. Thì ở trong thụ truyền động ở trong phần này thì nó lấy động từ của thể sai bảo, nó thêm y giác hoặc là y giác tùy theo trường hợp. Đó là với động từ cơ bản. Còn với ngữ căn thì là chúng ta sẽ học ở bước sau, sẽ học tiếp các phần hoạt động sau nữa. Câu thứ hai đó là tham mát vinaya và các quả ta khu đề xa phi dinh suốt. Đề xa phi dinh suốt pháp và luật đã được Đức Thế Tôn khiến chư tỳ kheo thuyết giảng. Để đây mình có chữ pháp và luật tham máu với nước da là công việc phải làm, đó là đứng ở chủ từ. Rồi cái người sai làm đó là đứng ở cách thứ ba, đó là phải các quả ta thì ở cách thứ ba. Sai ai đó thì người đó đứng ở cách thứ hai. Rồi động từ ở dạng thủ truyền động đi xa phí dinh suốt. Thì ở đây đi xa phê tí. Nếu mà ở dạng năng thể sai bảo thì nó là đi xa phê tí. Thì ở đây nó lấy cái động từ thể sai bảo, nó theo cái chữ y giác. Thêm y giác vào. Rồi chia ở thì quá khứ. Chia đó thì quá khứ chúng ta được đó là đề xa phi suốt. Đề xa phi suốt. Đó là bốn cái cách nói ở trong tiếng Mali mà người ta sử dụng nó phổ thông. Là bốn dạng, bốn mẫu câu chính. Bốn mẫu câu chính rồi từ cái mẫu câu này người ta muốn phát triển nó thêm. Bằng cách là thêm các phân từ. Ví dụ như là thêm bất cứ quá khứ phân từ, thêm quá khứ phân từ, thêm hiện tại phân từ, thêm vị biến cách, rồi thêm các giới từ, các liên từ để hình thành các câu dài hơn, hoặc là nó trở thành những mệnh lệ trong câu. Sau này chúng ta sẽ học thêm các phần đó. Rồi đó là phần văn phạm thứ nhất. Cái phần này đó nó khó nhất, đó là nếu mình nói từng thành phần trong câu thì nó không khó. Ví dụ là trong phần năng động thể thì một câu nó có hai hoặc là ba thành phần,
chủ từ, thúc từ và động từ, hoặc là chủ từ và động từ, đó là năng động thể. Ở dạng thụ động thể thì có ba từ, đó là chủ từ, rồi một danh từ ở cách thứ ba và động từ ở dạng thụ động thể. Ở dạng năng tiền động hay là dạng động từ thể sai bạo thì có bốn thành phần, đó là một cái chủ từ đứng ở chủ cách, một danh từ ở cách thứ ba, một danh từ ở cách thứ hai, rồi là động từ ở dạng thể sai bạo. Rồi ở dạng thụ tiền động mình cũng có bốn thành phần, đó là chủ từ, rồi một danh từ ở cách thứ ba, một danh từ ở cách thứ hai, và một động từ ở dạng thụ tiền động. Cái dạng này á, bốn trong bốn lối nói này là khó nhất, là khó về cách thành lập, về cách thành lập các động từ. Ta đã các động từ mình sẽ cho lên phần lớn là ở dạng ngữ căn, cộng với ở dạng thành phần cơ bản cộng với tiếp viên ngữ của từng lối nói. Nhưng mà trong quyển 3 này chúng ta còn học khó hơn nữa, đó là ngữ căn cộng với các tiếp vị ngữ để hình thành động từ cho bốn dạng đối nói này. Thì bài sau theo một chiếc bài tặng. Giờ thì chúng ta cứ tạm nắm cơ bản như vậy. Rồi phần C đó là phần bất định khứ cách. Ở trong Mali á, về quá khứ á, có ba dạng. Một đó là hiện khứ cách, hai đó là quá khứ cách, ba đó là bất định khứ cách. Hiện khứ cách đó là ngày xưa người ta sử dụng nó là để sử dụng cho thì quá khứ xảy ra ở trong ngày hôm đó. Cái gì mà quá khứ mà xảy ra trong ngày hôm đó thì ta sử dụng nó là hiện khứ cách. Nếu mà quá khứ mà xảy ra trong ngày hôm qua thì người ta sử dụng nó là quá khứ cách cái bài hôm trước. Còn nếu mà quá khứ mà xảy ra mà người ta không biết rõ về mặt thời gian thì người ta sử dụng nó dạng bất định khứ cách là cái bài hôm nay. Tuy nhiên ngày nay thì chúng ta thấy phần lớn các văn bản khi mà sử dụng, người ta sử dụng hiện khứ cách để thay cho tất cả các trường hợp quá khứ cho nó đơn giản hơn. Thì nếu mà sử dụng theo ba trường hợp thì một bản chia quá khứ là mình thấy khó. Bây giờ nếu mà học cả ba bản chia ở đây quá khứ nữa, rồi chưa kể nó ở dạng, nó còn có ở dạng e nữa, thì nội thì quá khứ không, chúng ta phải học sáu bản. Cho nên phần lớn bây giờ khi mà sử dụng thì quá khứ người ta chỉ sử dụng ở dạng hiện khứ cách, mà từ đó nay chúng ta học ở thì quá khứ cái bạn phải chia âm, phải chia, phải chia âm, phải chia, phải chung âm, phải chung nó, phải chung chúa, phải chung xuống, tức là ở dạng hiện khứ cách thôi. Mình sử dụng cái dạng đó cho trường hợp phổ thông. Và đến khi chúng ta dịch kinh ra trong các bản kinh thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy là trong kinh, tại bản kinh là văn bản cổ từ trước, cho nên chúng ta vẫn thấy là các bản kinh sử dụng là bất định khứ cách, hoặc là sử dụng quá khứ cách hoặc bất định khứ cách, vẫn sử dụng. Tại vì cái đó là văn bản ngày xưa người ta vẫn giữ lại, người ta không có sửa. Thí dụ ở đây có bất định khứ cách, bất định khứ cách parokham apti, dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ mà không còn thời gian cụ thể, gọi là apachakati dakkhala. Ví dụ như là tê tha cho bà thì thế câu tạ thì tắt tê na với lại a ha với lại phát khao hoa, hoặc là tê na hú e quang purana chara, vì thế
những người xưa đã nói như vậy. Cách của động từ Uti và Prakti. Và ở đây một cái điều thì ở đây chúng ta thấy là Pathama Bodhisat tức là ở ngôi sơ đó thì có là Papacha Papachu ở dạng mấy chúng Pathama Bodhisat ngồi chung đó có là Apache Papache Papachita rồi Uttama Bodhisat ngồi thường đó là mình có chữ Ahang đó là Papacham Papacham Ha Papacham Ha. Ở đây mình thấy là động từ nó chỉ có là bách chất tí thôi à, nhưng mà tại sao ở đây đến khi mình chia vào trong bảng đó, chúng ta thấy nó là Papacha Papachu tức là cái chữ phá này nó được tăng cường lên thành hai âm hai âm. Thì cách tăng cường này á, nó tùy theo cái động từ mà có nguyên phụ âm đầu nếu phụ âm đầu là phụ âm thứ nhất của năm nhóm thì người ta tăng cường cái phụ âm đó. Còn nếu mà phụ âm thứ hai của năm nhóm thì người ta tăng cường bằng cách là thêm phụ âm đầu. Nó rất là khó, không rất là khó để sử dụng được cái động từ bất định của cách này. Đó cũng là lý do tại sao người ta đơn giản bớt đi cái dạng ở thì này tức là nó không phải chia đồng bình thường giống như là các động từ kia các cách kia mà nó còn phải tăng cường cái phụ âm đầu. Mà sự tăng cường phụ âm đầu đó là nó tùy theo cái âm đầu, ví dụ như là nói lúc này nếu là năm phụ âm đầu của năm nhóm thì nó tăng cường bằng cách là thêm phụ âm nhóm đó. Ví dụ chữ phát thì nó thêm một chữ phát nữa là phát phát, nhưng mà nó ví dụ như là ở đây nó là chữ phát thì cái chữ tăng cường nó vẫn là chữ phát, nó thành là phát phát tí như vậy. Và nếu mà cái phụ âm âm đầu nó là phụ âm thứ ba thì phụ âm thứ ba nó được tăng cường lên, nếu mà phụ âm đầu nó là phụ âm thứ tư thì nó được tăng cường lên để bằng cách thêm một cái phụ âm thứ ba. Đây là hơi phức tạp, mình tu học để biết một ít như vậy thôi. Rồi đến khi mình gặp cái cách sử dụng á thì mình biết thêm, rồi tôi sẽ giải thích thêm nữa. Và tại cái phần này là cái phần nâng cao rồi, cho nên mình tu học thêm để biết. Rồi đó là phần văn phạm của bài số 2, mình chỉ có bao nhiêu đó. Bây giờ mình sẽ đọc văn ha. Đọc văn rồi chúng ta thử trả lời câu hỏi. Chờ công ty sư mở cái mài để mình đọc học. Rồi đây là đoạn văn thứ hai.
sư sẽ đọc chú rồi sau đó mọi người lớp giơ tay lên để tập đọc đọc rộng văn. Bình cho quốc gia năng thích khu năng sang các hồ phát cao hòa xa hàm bất tích phạm hút nô ách chê xa năng tạm bất tích chi tòa chìm tê xí các su lúc khổ á hàng bất măng thầm măng đề xì giả bí có ít măng thầm măng khi bác mê quá à chà này giả tí ác thác chìm tê xí à la rô chắc cả là một phút đất cầu chắc ràm ốc phút tổ bằng đi tà huy giấc tà y măng thầm măng kếp bác mê quá à chà ní sầm tì tí sô đề quá tà chắc khả nạc mê quá à chích chí chí thầm tê y mê quê chắc nà cả là cả tà á hê dùng tí ta tổ sổ phúc đề á tân hồ phá hú phát cà rê bành cháu ạc kì dê phí khao vô ăn nút tới sổ đi bà chắc phụ nà mi gà đà dê ít tí phá tân nề bà ra ta tí giang kì hạ rầm tê tê ác tà tà á thà khô sát tà ăn nút phúc bề ná phút thạ gà dà giá lợi ác tha cô sát hà anh ông phúc bề na phúc thạ ca già giá mi ga đà về iti patane paranasi paranasi nagarang chari bành cho quốc kỳ già năng thi khu năng tham ma sa đề sa na giá thi tha i mê thi khu du ra to a cái chân tăng phát ca văn tăng i swa anh nhắc mạnh nhàng các tinh càng thần tha về cùng na go tam samano am he hi ne wa apiwa de tapu na pajutha tapu na taksa patachi warang wa patikka he tapanti tikka he tapanti panate satuno akatasa atana atana sapakamani karinsu itha pe pisatha cha bành cha quốc khi về khi thích phù khí tham chắc các quốc thân á xuất tề na chắc anh ta lắc thân á xuất tề na chắc anh ta tập lăng và để gì cái lần nữa ha bành cha quốc khi già năng thích phù năng sang các phù phật ca hòa sa hàm bất tích pram no ách chế sanh năng sam bất tích chi hòa chân tề gì các sản khổ á hằng phật tham mang tham mang đề sì già mi cổ y mang tham mang hết pháp mê quá a cha này già pi át tha chín tề sĩ a la ro chát ca la mo phu đắc cổ chát ram hấp phu tổ pan ít ta vi yết ta y mang tham mang hết pháp mê quá a cha này a cha ni sanh tì pi so đề quá tài giá khán nạp mê quá à chích chi dí hành tề y mê đuê chân là ca lạc ca ta á hệ sù tí ta tò so phúc về á tân nô phá hư phá ca rê bành cho quá kê dê phí khá vô á nút thơ rí so đi phá chắc phú nà mi gà đà dê y sĩ phá tân nê phá ra á tí giang vi hạ rầm tê tê á tạ sạ a tha kho sát tha anu po pe na phut tha ca ya ya mi ga da ye iti pa ta ne pa ra na si na ca rang cha ri pañ ca wak ki ya nang thích khu nang tham ma sa de sa na ya i tha i me thích khu du ra to a ga chan tang pha ca wan tang ti swa a nya ma nyang ti ta kang san tha pe tung so bu tham samano am he hi ne wa api wa de tap pu na pach yut tha tap pu na tang sa pat chi wa rang wa patik ka he tap pa pan ti pana te satu no a ka tap sa atana atana sa pa kamma ni ka ri su itha pi sat tha ya pan ya wa ki ye hi pi ku hi tham ya ka pu wa ka na tu tê na cha na ta lắc na tu tê na cha a ta phang pa pe si
Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Bây giờ hai người đọc ha. Người đầu tiên mình đọc tới Viharante Adassa. Người còn lại mình đọc hết bài. Khánh mời lớp đọc bài. Con hỏi sư, hầu như cái chữ chá Alaro Calamo, cái chữ chá nó nằm sai vị trí không thưa sư? Lúc mà học bài kinh chuyển bài kinh hạnh phúc, dịch bài kinh hạnh phúc là sư đã có nói rồi, cái phần tư dịnh chán này, tức là nếu mà cái ở trong cái danh từ mà sử dụng chữ chán đó, mà nếu mà danh từ đó mà đi thêm, đi kèm theo với một tính từ, thì cái tính từ, cái chữ chán nó không được viết ở phần cuối mà phần lớn, là nó được viết xen ở giữa cái chữ danh từ và tính từ đó. Trong hôm trước là mình đã nói trong bài kinh Mangalak Sutta là mình có cái phần này rồi, giống như là Atiwana Chapalanang. Chúng ta thấy là chữ Atiwana Chapalanang đúng ra mình là Atiwana Palanang Chap, nó sẽ viết như vậy mà trong cái văn bản kinh. Dạ, tại con thấy là tên nó, con tưởng là tại tên hay ala thường thường cái tên cũng đi liền với nhau. Dạ, hiểu rồi sư. Rồi, và em lớp giờ tăng em đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, tôi xin đọc đoạn văn. Ban chá quát ký gian năng bikuna bikhu giờ xin mời cô Diệu Bảo. Bạch xin đọc bài. Ban chá quát ký gian năng bikuna sangaho Parawa Sahambati Ramuno Ache Sanang Sambati Chitwa Chinte Sikasanu Kho Ahang Patamang Thammang De Sayami Ko Imang Thammang Hipamewa Achanayati Atha Chinte Sikalaro Chakalamo Udako Chak Ramaputo Bandita Viyata imang thammang Khipamea Achanit santiti Sodewataya Khanamewa Achikiyi Phante Medwe Chana Kalakanta Aheti Tatoso Puppe Attano Pahupakare Panchawakiye Vikavo Anusali Sodipa Chakuna Diganaye Ichi Ichi Patane Paranasiyang Viharante Te Adnasa Atako Sattha Anupena Va Buddha Gayaya Migadaye Ichi Patane Paranasiyang Si Nagarang Chari Bancha Wakki Yanang Pikunang Thammasa. Thammasa. Bà sư sao nó chạy tùm lum hả sư? Đúng rồi cô ạ. Đúng rồi. Dạ. Phúc bê át ta nô phát hú phát ta rê. Bành chá quá ký dê phích khá vô anu sá rí
so di pachaku na mi ga da ye isi patane bara na si yang wi ha ra rang te wi ha rang te te at da sa atta ko sa anu pu pe na buddha ga ya ya mi mi ga da ye isi patane bara se na ga rang chari bành cha quá kỳ già nàng biết khu nàng tham mát xá đề xá nà giá ý tha ý mề biết khu đồ ra tô a gá chăn tăng phá ra quần tăng đi xòa anh nhá mạnh nhằn cá tí càng sẵn thà bề sùng sô gô tam mát xá má nô âm hề hí nề quá a tích quà đề tắp bồ ná bát chút thà tắp bồ ná tắp xá bát tá chi quá rằng quà tắp tích gá hề tắp bằng tí bá ná tề sát thú nồ à gá tắp xá á tá nà sát phá cầm mà ní cá rình số ít thà tí sát thà chắc bành cha quát kỳ về hí phích khu hí tham má chắc cấp ba quát ta ná xuất tề ná chắc anát a lắc khá ná xuất tề ná chắc a ra hát ta a ra hát ta ta lăng bề thích xin hết ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc lại ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc. Bành chá, quát ghi gia nàng, bích khu nàng, sang gá hồ, phá gá hoa, sa hàm bá tí, bà mạo mũ nô, ách chê sa nàng, sàm bá tí, chi tòa, chín tề xí cát xá nú hồ an bát tha mằng thầm mằng đề xề giả mí cô y mằng thầm mằng khi ba mê quá a à cha này giả tí ác thá chín tề xí a la rô chá ca la mô út đa cô chá ra ma bút tô băng đi ta quý giác phà y mằng thầm mằng khi ba mê quá a cha ni sang ti tí so đề quá tài giá khả na mê quá a chết khí dí hoàng tề y mê rê cha na ca lá ca ta a hề xuân tí tô so búp bê ác ta nô ba hú ba ca rê bành chá quát ghi dê Bikhavo Anusari So Dipa Chakuna Mikya Daye Isi Batane Bara Nasiyang Viharante Te Adasa Akako Satha Anu Bukbena. Được rồi. Dạ, dạ. Rồi. Xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc tiếp ạ. Attha kho sát tha anu puppe na buddha buddha gá gia giá mi gá đa dê isi pá tá nê bà ra ná si ná gá răng chá rí pan chá quắc ghi gia năng bích khu năng tham má xá đề xá na giá ý thá ý mê bích khu đồ rát tô a gác chàn tăng phá gá văn tăng đi xá ăn nhá măn nhăng cá tí căng san tha pê sung sô gô tá má xá má nô am hê hí nề quá a phi quà bê tắp bồ ná bác chú tha tắp bồ ná tá xá ta chi quá răng quà ba lá hề tắp bàn tí ba na tề sa thu nô a gá ta xá ta na
bá tham ma ni ca rình su ít tha pi sa tha chá pan chá quát ghi hề hí bí khú hí tham ma chắc ca pa bá quát tá ná su tê ná chá a ná tá lắc khá ná su tê ná chá a ra hát tá phá lăng ba pê xí. Bạch sư con xin hết ạ, con cảm ơn ạ. À, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thưa sư, xin đọc bài. Bình chế quát ký dê năng, biết khu năng, sân khơ ghê hồ, phái ghê quà, ra hầm bây bát tí, rằm mu nô, ách chê sân năng, xâm bá tích chí quốc tòa, trình tê sĩ, cách sẽ nụ khổ an hằng bát thầm măng để xây dè mí cô ý măng thầm măng giúp bé mê quá à trẻ này dè tí á thế chinh tê xú chinh tê xí à là rô chế ca lê mô út đá cô chế rè mê bút tô bàn đi tè quý giấc tè ý măng thầm măng giúp bé mê quá a trẻ ní nít sân tí sân tí tí sô đề quá tài giá khen ná mê quá a chích khí dí bành tề ý mê đề ý mê quê đề quê trẻ nà kè lá cá tè á hề xuân tí tá tô sô búp bê á tà nô bá hú bá kà rê bành chá quát ghi quát ghi dê bít khá vô á nút xá rí sô đếp bá chắc khu nè chắc khu nè mi ghê dà mi ghê đà dê ế xí bá tà nê bà rà nê xí dân quý hà rành tê tê át át đá tê át đá xà át thê khô sát thê á nú búp bê nê búp thế búp thế gái về 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 mi gái đại về isi ba tane parane sine gái rằng chari pan che vất kỳ gia năng bích khu năng bích khu năng tham mất sa. Dạ thầy sư kéo lên con. Tới đâu rồi? Dạ con câu cuối cùng tham mát xá nè. Dạ người đầu tiên đọc tới T A Đắc Xá đủ rồi chị Tiên ơi. Ờ. Dạ. Chân đọc. Chân xin đọc. Rồi chân chân đọc. Thưa sư con xin đọc bài. A Tha Khổ Sát Thả Nú Bú Bề Ná Bú Thá Gá Gia Giá Mí Gá Đà Dề Ý Sĩ Bá Tá Nì Paranasi Nagarang Chari Panchawagi Yanang Phikhu Nang Thammasa Desanaya Ithame Phikhu Durato Agachantang Phagawantang Diswa Anyamanyang Katikang Santapesum So Gautama Samano Amhehi Newa Afiwade Tapo Na Pachutha Tapo Na Tassa Patachiwarang và patiga he tap panti panate satuno agatasa atana tana sapakamani karinsu ithapi sathaja panjawaki yehi pikuhi thamachak pavata na sutena cha. Dạ thưa sư thế con. Anatta lakhana sutena cha arahata phalang ba bê sĩ. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc nữa không? Dạ thưa sư đã hết rồi.
À bây giờ chúng ta xem câu hỏi để trả lời câu hỏi ha. Có bao nhiêu lối nói của động từ trong tiếng Bali theo bài học này? Câu này dễ phải không? Có 4 lối nói ha. Dịch dưới một số câu đã được sử dụng trong đoạn văn theo các lối nói của động từ trong tiếng Bali. Em phải gạch dưới các câu mà xem cái nó thuộc lối nói nào ha. Câu số 3 đó là hãy sử dụng các động từ sau đây để viết một câu Pali theo các lối nói trên. Achanati, Achikhiyati, Sampatikhati, Apeti, Quanthati. Câu số 4 cho biết câu các câu Pali sau đây thuộc lối nói nào. Phakavata Pramuno Achesanang Sampatikhiyi. Ai biết được câu này? Sattha Bhikkhu Arahat Tapalang Pabesi. Ai trả lời được câu 4? Dạ con xin trả lời thưa sư. À. Là con nhìn Ache Sanang Sambatichi chi gì? Là câu này là dịch là sự thỉnh cầu của Phạm Thiên đã được Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn. Cái câu này là câu anh nó nói thuộc động thể thưa sư. Rồi nó nói thuộc động thể tức là có ba phần chính là gì? Dạ. Chủ từ là gì? Chủ từ là Ache Sanh Năng. Nhân từ thứ ba là Paragata. Và động từ là Sambat Tích Chí Nhí. Và câu số 2 là Sa Phi Thu Arahat Ta Pa Lang Ba Bê Xí. Là câu này bậc đạo sư Thiết Tỳ Khu đạt được đạo quả A-la-hán thưa sư. Câu này là nó nói năng chuyển động, là câu này có chủ từ là sắc tha và một cái danh từ khiến xe bảo là ở Thiết Khu là ở cách thứ hai và một túc từ A-pa-lăng và một động từ ba bê xí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạch dưới trước tìm phần gạch dưới của các câu ở trong đoạn văn theo bốn cái lối nói, tức là sau khi gạch xong xem cái đó là nó thuộc lối nói nào. Như là gạch dưới thử. Gạch câu nào thì nói câu đó luôn. Rồi chúng ta gạch dưới thử. Ai gạch dưới được. Thật ra cái này học mà mình có sách thì nó dễ hơn. Sách mình đã đọc trước được, nhưng bây giờ mình chưa sắp xếp in sách được thì hơi khó cái chuyện này. Tại mình phải đọc trước để mình gạch.
Dạ, con xin đọc câu câu thứ nhất xin. Karawa sambhati samundo ati sanam sambhati nikwa nikwa sĩ. Là câu thứ nhất là lời nói của nặng, lời nói nặng động thưa sư. Thì quá khứ nikwa sĩ. À. Đọc nữa có ai gặp được nữa không? Hầu như là các câu này đều mình đều gạch ra được hết. Nó quan trọng là mình biết nó ở dạng nào thôi, tại nó chỉ có bốn lối nói đó. Nếu mà mình gặp không được là tất nhiên mình không hiểu được cái lối nói đó. Bạch sư, con xin đọc câu 2, câu 3 xem. À, câu này là số ngay lúc đó là so đê đê quá ta giá khan á mê quá a chích khí dí thân tê ý mê đuê chana kha lá cá ta á hê xuân tí. Câu này là câu năng động, lối nói truyền năng động thể, có đúng không ạ? Ở đây mình phải động từ nó lại gì? Động từ chính ở câu này là gì? Á hê xuân tí là báo. Cái phần á hô, cái câu này, cái chính của cái câu này đó là sô đê quá tha giá khán á mê quá á chí khí. Đó là cái câu chính. Cái câu thanh tê y mê đuê chát na ca lá cá thả hê xuân. Cái câu đó là nó giống là túc từ của cái chữ a chí khí dí. Dạ. Hoặc là câu mà người ta sẽ nói. Dạ. Ai chưa có tên. Con cảm ơn sư ạ. Câu chính ở câu này đó là nó chỉ là thì mình sẽ thấy nó là lại câu này mình có đi quá ta là danh từ mình tính. Mình có đê và ta giá thì nó chắc chắn là danh từ cách thứ ba. Động từ ai chí khi dí, ai chí khi gia tí thì mình thấy ở đây nó được thêm ý giá là động từ ở dạng thuộc động thể. Rồi nguyên cái câu mà tôi nói lúc này thanh tê ý mê đuê chánh na ca là cách tả dí xuống nó là thuộc từ thì câu này nó lại dạng lối nói thuộc động thể. À, còn nếu mình lấy cái câu mà thuộc dạng là túc từ ở câu này đó thanh tê y mê tuê chana ca lắc ca ta hê xúc thì ở đây nó là một cái câu riêng và câu này là nó dạng câu năng động thể, tức là hai Bạch Đức Thế Tôn hai người này đã chết rồi lại có lối nói năng động thể. À, con cảm ơn sư ạ. Có ai chọn câu nào nữa không? Rồi nếu mà không có thì thôi chúng ta chuyển sang cái phần đặt câu đi về. Tại cái phần mới quá nhiều thì chúng ta cũng chưa có theo kịp. Một phần là do cái từ vựng mình cũng chưa có nhớ được, cho nên để tìm được các một câu này cũng không phải dễ. Dạ, dạ thưa sư cho con hỏi câu 2 luôn. Con trả lời câu 2. Vấn đề là tức tự câu 2 là các xá ni phô ác hằng bắt tham ăn tham mang đề xây giam mấy từ đề xây giam mấy là từ năng động nhưng mà là khả năng cấp không thưa sư? Dạng năng động thể nó dạng khả năng cấp thôi chứ đâu có gì. Tại ở dạng khả năng cấp này á, nó có cũng có thể là động từ ở dạng năng động, ở dạng thụ động, ở dạng
thụ truyền năng truyền động hoặc là thụ truyền động tùy theo động từ của nó, rồi sau đó người ta chia ghép với cái đuôi khả năng cách thôi. Rồi nếu mà chưa nắm được phần này thông qua cái phần tập đặt câu thử có được hay không? Bây giờ chúng ta đặt câu với 4 động từ này, 5 động từ 1, 2, 3, 4, 5. Đặt câu thử với 5 động từ này. Ai đặt được với động từ nào thì sẽ đặt với động từ đó. Làm cho 30 tí hay sao? Ta phải giải quyết được hết các câu hỏi, các bài giải, các bài học, bài tập này thì chúng ta mới có thể học tốt được cái quyển văn. Và từ đó mà chúng ta mới có được cái nền mà chúng ta có thể dịch kinh điển vào tốt, làm được hiểu để mình nhận được học từ vựng, là mình đã thấy dựng được. Dạ, ở đây có một câu. Bắt câu qua tham ăn đề xì qua hạt kinh và rế trả rác Rajarante tayo jatile anatapalang pakesi ketong sapiti kwa đã khiến cho các vị ba vị đạo sư sĩ thờ lửa ba vị là sĩ thờ lửa đạt được thành quả a la hán. Để ở đây đó, nếu mà chúng ta chưa kiểm tra được cái thành phần ở trong câu á, đó chỉ chúng ta nhìn thấy được cái động từ pha phê xí mà mình thấy nó dịch là khiến, thì chúng ta cũng có thể biết được đó là động từ mà dạng thể thái bảo, cái dạng năng tiền động. Để ở đây chúng ta có ba thành phần chính ở trong câu này, thì dạng câu này thì có 4 thành phần chính, tức là ở đây đó là phát câu qua là chủ từ, chati lê đó là danh từ ở cách thứ hai. Ở trong trường hợp này người ta sẽ sử dụng nó cách thứ hai, nó có thể là cách thứ hai và cách thứ ba, thì ở đây là cách thứ hai, danh từ ở cách thứ hai là người làm. Rồi động từ ở dạng thể sai bảo, trước nó là một chút tên, đó là 4 thành phần chính ở trong câu. Ở đây mình thấy là có thêm cái bất biến quát của phân tử, cái phần mở rộng của câu trong thăm ăn đi thi toa, phần mở rộng của câu hát kinh paricharante tayo, chữ tayo ở đây paricharante với tayo thì nó là
là tính từ của chất thi liên, tâm tính là các tổng số. Và ở đây thì Paricharante nó vừa là tính từ, nó dạng phân từ, nó quay trở tính từ, tức là nó là hiện tại phân từ. Nên trước nó thì nó có túc từ, mà cái túc từ là Akin. Rồi nó là câu thứ nhất. Có ai biết được câu nào nữa không? Rồi, tại bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng ta về chúng ta tập viết, tập ôn lại. Nhưng kỳ sau thì mình sẽ dịch phần bài tập số 2. Xong bài tập số 2, nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ dịch tiếp cái phần bài tập nâng cao. Rồi bây giờ mời lớp này, mời cô Phúc Duy cầm mic. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính khen sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên trong lớp đọc kinh hồi hướng phước chư thiên ạ. Akasata chapamata deva naga mahitika bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu sa sa năng a ca sa ta cha pho ma ta đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu nô ga ru a ca sa ta cha pho ma ta đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu nhà ta vô Akasata chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino Akasata chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang vatano bunyang asawakaya vahan hon tu anagate kale. Thầy kinh hồi hướng đã xong ạ. Dạ, xin mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính sư nhiều sức khỏe. Kính chào các lớp. Dạ, con kính tri ân sư buổi học ngày hôm nay ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Rồi, xin chào lớp. Dạ, con kính tri ân sư. Chúc sư khỏe, chúc sư ngon. Dạ, kính chào cả lớp. Thank you.